Storyteller à, đúng rồi bạn. 19 giây, 18 giây. Không biết là cái này thì nó có khiến cho người nào bị động kinh, họ có phát bệnh không nhỉ? Mình không chắc lắm. Có cách nào giết Wilhelm không? Sau này nó sẽ tự động lăn ra chết này, mọi người yên tâm. Bạn cứ chơi bình thường là đến một lúc nào đó thì nó sẽ hiện lên đòi đấm nhau với mình, và mình đấm nó xong thì nó sẽ tự chết. Ok rồi, xem này. Bật full màn hình lên. Mikula the kind spoke of the beginning. The seduction. Mikula đã nói về khởi nguồn của nó, về sự dụ dỗ và cả những sự phản bội. An affair from which gold arose. Về một cái gì đấy mà từ bắt đầu từ chỗ đó, sự hoàng kim đã trỗi dậy, và cũng từ đó bóng tối được sinh ra. Như là Godwin hay là Mikula nhỉ, mình không chắc lắm. Những thứ diễn ra sau đó là một cuộc chiến mà mình không dịch được cái câu này, chắc là mình sẽ để đấy, không dịch nữa nhé. The tyranny of Mesmer's flame. Mesmer và cả cái con thằng Kỳ Lân ở trong đoạn trên lời thì bọn nó là kẻ thù của nhau chứ không phải là đồng minh à? Ok. And so kindly Mikula would abandon everything. Vẫn chưa biết những cái biểu tượng này là gì. Ban đầu thì mình đã nghĩ đó là biểu tượng mảnh Great Rune của Mikula, cơ mà có vẻ là không phải. Đây là... Tuna. Ra mắt vào ngày 21 tháng 6, một tháng nữa nhá. Elden Ring bây giờ họ có trang web riêng kìa, eldenring.com, trước đây có không nhỉ? Mình nhớ là không đúng không? Cơ mà chưa lờ có mỗi thế thôi à? Yep, ok, chưa lừa có mức thế thôi. Bắt đầu phân tích này. Bắt đầu xem kỹ lại để phân tích kỹ hơn. Peggy 16. Chưa lừa mới hay cũ vậy? Chưa lừa mới nhá. Mikula the kind spoke of the beginning. Mikula gì cài? Mikula... Mikula nhân hậu đã nói về khởi nguồn của mọi thứ. Về sự quyến rũ và cả sự phản bội. Ở trong cái chỗ này thì mình không chắc đây là cánh tay của ai. Nhìn qua có vẻ là tay của Mikula. Xem nào. Elden Ring Mikula này. Không biết là Mikula tay của cổ còn đeo cái vòng này không nhỉ? Hình như là không. Tay của Marika.
Marika. Không chắc lắm. Mình không chắc đây là tay của ai. À đâu, đúng. Yes, đúng là tay của Marika thật. Cái vòng nhá. Marika trong mượt tấm ăn. Đây là tay của Marika đang thò vào trong một cái xác và rút ra một cọng tóc hoặc là một sợi chỉ màu hoàng kim, màu vàng óng, màu vàng kim. Mình nghĩ đây chắc là xác của Godwin và Marika lấy tóc của Godwin để làm gì đó. Hoặc là không rõ lắm. Mình nhìn qua thấy cũng không giống như là xác của Godwin cho lắm. Cái kén của Mikula cũng không phải là cái kén luôn. Không phải. Cái chỗ này thì trông giống vải hơn là cái kén. Nhìn kiểu nó có mấy cái vết kiểu khâu vá đàng hoàng các kiểu đây này. Rút ra cái kim á? Đâu? Không phải kim, kiểu một... Khoan, để xem nào. Không phải kim nhá. Rút ra một nắm tóc hoặc là một nắm chỉ vàng kim. Hoặc là tơ kén. Nhìn trông giống, nhìn cũng khá là giống tơ. Không nhìn ra được nó là cái gì. Nó có thể, kiểu nó có thể là tóc, nó có thể là tơ. Cầm một đây là nữ hoàng Marika. Yeah, đây là Marika. Nhìn từ sau lưng thấy không thấy ngực đâu nhỉ. Cầm một chân cũng ổn. Gọi là dáng người cân đối, dáng người tập thể thao ấy. Nữ hoàng Marika. Xem nào, cái khung cảnh ở xung quanh chỗ này, đây là gì nhỉ? Cái chỗ này thì cái đống xác thịt này nó khiến cho mình nhớ đến những cái xác bị nuốt chửng bởi lão Rikard. Nó trông giống như cái xác bị nuốt chửng bởi lão Rikard. Còn hai cái chỗ này thì nó trông giống như là lối vào, kiểu lối vào đi vào bên trong cái Earth Tree. Hoặc là trông nó cũng khá là giống lối vào của cái ngọn tháp gì đấy. Nó đã xuất hiện ở trong trailer Shadow of the Earth Tree. Nevermind, không giống lắm. Trông nó giống như là lối vào của cái Earth Tree nhé. Trông nó giống. Và nó có rất là nhiều những cái xác chết xung quanh. And so too was Shadow born. Cơ mà khoan đã, vừa xong ấy thì theo như cái câu hội thoại ở cái chỗ này này thì Mikula đã kể về khởi nguồn của mọi chuyện. Kể về khởi nguồn của mọi chuyện về sự quyến rũ và cả sự phản bội nữa. Thì có vẻ đây chính là khoảnh khắc mà Marika từ một người bình thường, từ một người Numen bình thường trở thành một nữ thần, có vẻ là vậy. Đây chính là khoảnh khắc đó. Nữ hoàng Marika, cô ấy đã quyến rũ một người nào đó và sau đó phản bội người đó. Và bằng cách đấy, nữ hoàng Marika đã thành công trở thành một nữ thần. Bà quyến rũ rồi phản bội Godfrey, không phải nhá. Tại cái khu vực này thì kiểu tại chỗ này thì bà vẫn chưa gặp Godfrey, đây chính là khởi nguồn của triệu hoàng kim. Tại cái câu hội thoại này này, từ cuộc tình đó mà dòng dõi hoàng kim đã bắt đầu trỗi dậy đây này. Tức là đây chính là khoảnh khắc mà nữ hoàng Marika trở thành một vị thần đó. Đây chính là khoảnh khắc mà nữ hoàng Marika trở thành một vị thần. Nó diễn ra từ rất là lâu trước khi Marika gặp Godfrey. Cơ mà cũng chính bởi điều này cho nên bóng tối của cái Earth Tree đã sinh ra và kéo theo đó là một cuộc chiến chưa từng có bất cứ người nào đã từng trông thấy nó cả. Ok, những người lính ở đây họ mặc những bộ giáp này chưa từng xuất hiện ở trong base game.
Những bộ giáp này chưa từng được xuất hiện ở trong base game cơ mà những cái công trình xung quanh này ấy, thì nhìn trông có vẻ như là công trình của thành phố Vĩnh Hằng. Nhìn trông nó giống như là công trình của thành phố Vĩnh Hằng hoặc là giống cái chỗ thị trấn gì đấy, thị trấn Celia, thị trấn mà Radan đến để học ma thuật trọng lực ấy. Nha, đây là một cuộc chiến mà không hề có bất cứ người nào từng được trông thấy và cũng không hề có bất cứ thứ gì ghi chép lại về cuộc chiến này cả. Và bên trong cuộc chiến này thì nó chia làm hai phe. Đầu tiên nó là phe của Mesmer. Phe của Mesmer này thì mình không chắc là ở đây nó đang đến đây để tàn phá cái thành phố ở chỗ này, hay là nó vốn là người bảo hộ của thành phố này và nó đang chống lại quân xâm lược nữa, quân trỗi dậy nữa. Chả rõ lắm. Đây là cái đứa nào nhỉ? Tyranny of Mesmer Flame. Một người bị cháy. Nó khiến cho mình nhớ đến Miquela, à nhầm, nhớ đến Melina. Melina ấy, cô ấy cũng bảo đó là cơ thể của cô ấy đã cháy rụi từ lâu. Và bây giờ cô ấy không còn cơ thể nữa, bây giờ cô ấy chỉ còn là một linh hồn thôi. Và chính bởi vì vậy cho nên cô ấy đi tìm kiểu đi theo mình, bởi vì cô ấy muốn tìm lại mục đích của cô ấy, mục đích cơ tồn tại của cô ấy. Mình nghĩ đây là Melina. Bà này giống Golem Ice Queen, không chắc lắm, cơ mà cũng có thể. Cả bởi vì dù gì thì Melina và Golem Ice Queen cũng có nhiều thứ tương đối mật thiết đến nhau, tương đối liên quan đến nhau. Và bà ấy đang cầm một cái mặt nạ hình cáo. Ok. Và đây là cái con kỳ lân, nó đã xuất hiện ở trong cái đoạn trailer gameplay trước đây này. Trước đây thì mình cứ tưởng là cái con kỳ lân này nó sẽ về phe của Mesmer cơ mà có vẻ là không. Và yeah, thông qua cái phân cảnh này thì có vẻ như là cái con kỳ lân này nó không phải là Godwin. Xong ở đây thì mình sẽ thấy là nó có rất là nhiều con kỳ lân bị xin que này. Ở trong cái đoạn trailer cũ của Shadow of the Earth Tree thì mình đã đặt ra giả thuyết đó là cái con kỳ lân kia khả năng cao nó chính là Godwin. Cơ mà có vẻ không phải, nó chỉ là một thằng Omen. Nó chỉ là một thằng Omen random ngẫu nhiên nào đó và nó đủ mạnh để trở thành một gọi là đơn vị lính tinh nhuệ trong đội quân chống lại Mesmer thôi. Mesmer ở trong câu hội thoại kia thì nó được miêu tả đó là một tên bạo chúa. Vậy nên cái tòa thành này chắc là tòa thành của Mesmer và đây là những người dân họ đứng lên chống lại Mesmer, cơ mà chống không nổi và bị Mesmer xin que hết. Có vẻ là vậy, chắc là vậy. Đây chính là tòa thành nó đã xuất hiện ở trong cái đoạn trailer cũ và khi mình nhìn kỹ thì mình thấy là nó giống như là kiểu những cái thứ này này, những cái kiểu cái tòa thành này nó đang bắt đầu tan biến vào trong không khí hay là gì ấy. Nhìn kiểu nó đang bắt đầu tan biến dần, nó đang bắt đầu bị tan biến vào trong cây Earth Tree hay là gì đó. Chắc hẳn đây chính là khoảnh khắc mà tòa thành này nó dần dần biến mất khỏi thực tại. Và sau này chúng ta sẽ cần phải làm gì đấy để khiến cho cái khu vực này nó hiện ra lại và khi đấy mình mới có thể khám phá được nó. Còn đây chính là khoảnh khắc nó biến mất. Chính là thời điểm nó biến mất. Có phải là vậy? And so kindly Miquela would abandon everything. Và chính bởi vì vậy cho nên Miquela sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ. Vẫn chưa biết những thứ này là gì. His golden flesh. Từ bỏ xác thịt hoàng kim của anh ấy. Từ bỏ sức mạnh của anh ấy. Và từ bỏ cả định mệnh của anh ấy nữa. Đây là Sentrina, yeah, đây là Thánh nữ Trina. Một trong những nhân cách khác của Miquela. Mình nói là một trong những nhân cách khác bởi vì mình không chắc ấy là ngoại trừ nhân cách Trina này, kiểu ngoại trừ nhân cách Trina này ra thì Miquela còn bất cứ nhân cách nào khác hay là không. Cơ mà cũng giống trường hợp của Marika và Radagon ấy, thì nhân cách này của
Mikula là nữ nhé, là nữ 100%, chứ không phải là nam. Mikula là kiểu một dạng Shota không thể trở thành được ấy. Còn cơ mà nhân cách này của Mikula, tức là cái thành nữ Chuna này, là nữ 100% và là nữ trưởng thành luôn. Và nghe đọc những phần thông tin miêu tả ấy, thì đây là một người rất là đẹp, một người phụ nữ cực kỳ đẹp. Rất là nice. Tuy nhiên chúng ta không từ bỏ, chúng ta lựa chọn tiếp tục theo đuổi ngày ấy. Liệu anh có muốn đi cùng với chúng tôi không? Ok, đến đây là hết rồi. Những cái này nó sẽ đóng vai trò như là cái size of grace mới à? Chắc là vậy. Trong cái phần DLC này thì nó sẽ có một hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới. Cho nên nó sẽ không còn những cái size upgrade, nó sẽ không cho phép mình lên level theo cách thông thường nữa, mà thay vào đó thì mình sẽ tăng cường sức mạnh của mình bằng những cái thứ như thế này. Chắc là vậy, có phải là vậy. Trina chưa rõ là gái hay trai mà, rõ rồi nhá, Trina là gái. Trong mọi item viết về Saint Trina của Elden Ring thì nó đều nhắc đến Trina là she. Trong khi mọi item nhắc đến Mikula thì đều gọi là he. Trina là nữ 100%. Cơ mà để mình xem lại thêm phát nữa để xem là ở trong cái trailer này nó có bất cứ thông tin gì mình chưa tìm hiểu ra được không nào. Mà xem kỹ phân cảnh này cái. Ở trên cái phân cảnh này ấy thì... cái cây Earth Tree này nó vẫn ở đây. Mình vẫn chưa thể nào biết được là cái cây Earth Tree này nó chính là cái cây Earth Tree của mình ở trong phần trailer, hay là một cái cây Earth Tree khác nữa, một cái cây Earth Tree đã tồn tại trước cây Earth Tree mà hiện tại nó đang có kia, nó đang có ở trong phần base game của Elden Ring. Cái đoạn trailer này thì ban đầu mình tính mình xem trailer để có thể giải mã được, tìm hiểu ra được những cốt truyện mà mình sẽ có ở trong phần DLC, cơ mà cuối cùng thì nó lại tạo ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Nó là vùng đất khác luôn. Yep, mình biết nó là một vùng đất khác luôn, cơ mà nói sao nhỉ? Cái vùng đất đấy thì... đây, đợi mình theo. Elden Ring Map. Cái vị trí diễn ra DLC khả năng rất là cao, nó sẽ là diễn ra tại khu vực này. Tại khu vực đang bị mây che tại đây này. Đó. Bởi vì dành cho bạn nào không biết ấy, thì kiểu dành cho bạn nào chưa từng biết thì cái khu vực này nó nằm ở chính giữa mọi giao điểm của 6 cái Divine Tower ở xung quanh đây. Xem nào. Elden Ring Map này. Divine Tower Center. Đây. 6 cái Divine Tower ở trong phần base game của Elden Ring, tức là 6 vị trí mà mình có thể đi lên và kích hoạt những mảnh Great Rune mình lấy được từ đám Á Thần ấy. Thì 6 chỗ đó nó có thể nối vào khu vực trung tâm, và khu vực trung tâm ở chỗ đó nó chính là khu vực đang bị mây che tại đây. Cho nên mình nghĩ đây sẽ là vị trí diễn ra của DLC Shadow of the Earth Tree. Mình nghĩ là vậy. Ở trong cái phân cảnh này thì cái cây này thì nó cũng có những cái tấm kiểu nó trông giống như là có những tấm vải nó đang bao phủ lên trên người nó nữa. Và những cái tấm vải này thì nó khiến cho mình liên tưởng đến những tấm vải cũng được sử dụng ở trong phòng ngủ của nữ hoàng Madoka. Đừng kẹo. Không đọc kịp. Tên là Elden Ring Talisman Gloss gì đó nhỉ? Không phải cái này. Gloss hay là Canvas gì đấy? Mình không nhớ tên, kiểu mình không nhớ chính xác đó cái tên của cái talisman đó là gì. Cơ mà cái talisman đó thì nó được làm ra từ một phần vải lấy từ bên trong phòng ngủ của nữ hoàng Madoka. Và cái tấm vải đó nó có tác dụng, đó là nó sẽ... Đây. Concealing Veil. Kiểu cái tấm vải này thì nó sẽ có tác dụng, đó là nó sẽ giúp, kiểu nó sẽ che giấu sự hiện diện của mình khỏi tầm mắt của những kẻ khác khi mà mình đứng xa nó. Đấy.
Và mình nghĩ rằng đó cũng chính là loại vải đang được sử dụng để bao phủ lên cái cây ớt tree này. Nó khiến cho những người ngoài, nó khiến cho những người tại trong điện, nó không thể nào trông thấy được cái cây ớt tree vẫn đang tồn tại tại khu vực trung tâm của cái vùng đất trung điện này đây. Mình tin chắc là vậy. Mình nghĩ là vậy. Và những cái chỗ Divine Tower kia cũng được dựng lên để làm kiểu làm trụ đỡ cho những cái tấm vải này. Hiện tại thì cái giả thuyết mà nghe qua có phải là hợp lý nhất, nó chính là cái giả thuyết mình vừa nói xong. Giả thuyết về tấm vải và cái cây ớt tree này. Nó đang tồn tại, kiểu nó đã tồn tại ở chỗ đó từ trước đến nay rồi. Chẳng qua là chúng ta không thể nào nhìn thấy được nó thôi. Thế nào, đây là những cái thằng chiến binh, có vẻ là nó sẽ là những đồng minh cùng với mình. Hay đúng hơn, nó là đồng minh của Miquela mà mình sẽ có thể gặp trong phần DLC Shadow of the Earth Tree. Và nhìn trang phục của bọn nó, mỗi đứa bọn nó mặc theo một kiểu trang phục khác nhau ấy. Tất cả đều là những bộ trang phục mình chưa từng trông thấy trước đây, ngoại trừ cái thằng này. Trang phục của cái thằng này thì nhìn trông nó giống trang phục của Hevel bên Dark Souls. Có khi Mesmer lại là anh Liềm dễ lắm. Thông thường thì là thế. Cũng giống như là kiểu cái hồi trailer trước đây của hai lão Radan với cả Malenia ấy. Ban đầu ai cũng tưởng Malenia là Liêm, còn Radan là kiểu một kẻ phản diện đấm nhau, kiểu đò đấm nhau với cả Malenia để tranh giành quyền lực hay là cái gì đấy. Cái mà không, đến khi game ra rồi thì Radan Liêm dã cả man luôn. Tiêu Liêm kiểu cực kỳ Liêm, cực kỳ anh dũng. Còn Malenia thì núp hơi bẩn tẹo. Peggy 16. Gọi là bẩn thì cũng không đúng cho lắm. Chính xác hơn là Malenia kiểu sẵn sàng bất chấp mọi thứ để có thể đạt được mục đích ấy. Kiểu vậy. Chính xác là như vậy. Nói vậy thì đúng hơn. Mikula the Kind spoke of the beginning. The seduction and the betrayal. An affair from which gold arose. Cái phân cảnh này nó vẫn khiến cho mình nhớ đến cái cây ớt tree. Cho dù nhìn theo kiểu gì đi chăng nữa thì cái thông tin duy nhất mình lấy ra được từ cái phân cảnh này ấy, thì đó chính là đây chính là khoảnh khắc mà nữ hoàng Marika trở thành một nữ thần. Đây chính là khoảnh khắc mà Marika trở thành một nữ thần. Sau khi cô ấy lấy ra những sợi chỉ vàng hoặc là những sợi tóc vàng từ bên trong một cái xác của ai đó. Đây này. An affair from which gold arose. Bầu trời bên ngoài kia là hoàng kim, còn bầu trời ở đây là màu đen, nhát đúng rồi. Kiểu bầu trời ở phía bên ngoài này và ở phía bên trong này thì nó khác nhau hoàn toàn luôn. Ở phía bên ngoài này thì nó giống như là bầu trời của vùng đất trung địa. Nó trông giống như là bầu trời của vùng đất trung địa được đắm chìm trong ánh sáng hoàng kim của cái ớt tree. Còn bầu trời ở phía bên trong này thì nó tối tăm mịt mù. Tức là cái cây này tức là bây giờ thì nó đang có đến hai cái cây ớt tree nó tồn tại cùng lúc. Đầu tiên nó chính là cái cây ớt tree gốc của chúng ta ở đây. Và thứ hai thì đó chính là cái cây ớt tree nó đang tồn tại ở bên trong khu vực này, nó chính là cái cây này đây. Và có vẻ cái cây này thì nó sẽ đóng vai trò như là một cái cổng dịch chuyển, một cái lối ra vào, một cánh cổng để cho phép chúng ta đi qua lại giữa vùng đất thông thường và vùng đất Shadow of the Earth Tree, vùng đất Lands of Shadow. Có phải là vậy? Yep. Chắc là thế. Ok, hiểu rồi. Tức là hiện tại thì cái khu vực đấy, kiểu cái khu vực chỗ giữa này này, kiểu khu vực chỗ giữa này hiện tại đang được canh giữ bởi Mesmer. Và đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải đi đấm Mesmer. Mesmer chắc là do nghe lệnh của nữ hoàng Marika hay là gì đó, hoặc là
Nói chung ấy là Mesmer không hề muốn bất cứ người nào đi vào trong vùng đất, kiểu đi vào trong Land of the Shadow cả. Và đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải đấm Mesmer. Sau khi chúng ta đấm Mesmer xong, chúng ta sẽ được đi vào trong Land of Shadow. Và sau khi đi vào trong chỗ đó xong ấy, thì mình mới bắt đầu thực sự gọi là tìm hiểu về chân tướng cũng như là cốt truyện thực sự của phần DLC Shadow of the Tree. Còn từ đoạn Mesmer quay trở về trước thì chỉ là chúng ta tìm cách đi vào trong khu vực Land of Shadow thôi. Mesmer là Liêm nhé, ngội hội anh em Liêm là Morgoth, Radahn, Mesmer. Morgoth với cả Radahn thì Liêm dã man rồi, còn Mesmer thì hên xui. Cầm cũng có thể. Cũng có thể là Mesmer là Liêm bởi vì Mikaela ấy. Mikaela thì hiện tại chắc chắn là nó có tiền sử, đó là lão Mok bị Mikaela hấp dẫn rồi lão Mok bị Mikaela quyến rũ. Chứ không phải là Mok muốn chủ động bắt cóc Mikaela. Mok bị Mikaela quyến rũ. Cho nên Mok mới bắt đầu đi bắt cóc, chứ ban đầu thì Mok không phải là ấu dâm. Yeah. Kiểu Mok đang ngồi rất là bình thường, xong cái con Mikaela kia, nhầm cái thằng Mikaela nó cứ đi ra, kiểu nó khoạt, kiểu nó cởi, nó cởi, kiểu nó lột đồ ra, xong nó cứ nhảy nhảy nhún trước mặt đi, lắc hông lắc eo cái kiểu ấy. Mok kiểu nó không kiềm chế nổi, hiểu không? Đấy, chuẩn. Mikaela thì nó cũng đã có tiền sử, đó là quyến rũ và thôi miên Mok rồi, cho nên cũng có thể là hiện tại nó cũng đang lợi dụng mình. Nó cũng đang lợi dụng nhân vật chính, đó là mình. Và nhìn vào trong cái khung cảnh này thì mình không nhận ra được bộ giáp xung quanh đây nó là giáp của cái thằng nào cả. Yep. Mình không thể nào nhận ra được đây là giáp của cái quân đội nào. Cơ mà dựa vào cái công trình này thì đó chính là công trình của Eternal City và cả thành phố Celia. Chế ác không chế bạn, đó là Loriel. Cái chi tiết Mok bị Mikaela hấp dẫn ấy thì đó là Loriel. Mình không chắc nó là 100% đúng, còn hiện tại thì nó cũng là tầm khoảng 80%. Đó. Mình 80% chắc là nó là chính xác. Cái công trình nó đang cháy ở chỗ này này, đâu rồi? Đây. À đâu, nhìn kỹ lại thì thấy nó không giống lắm nha. Yeah. Nó hơi giống thôi, nó có một vài công trình giống. Cơ mà đa số thì không. Không phải Eternal City nhá. Hay đúng là Eternal City nhỉ? Bởi Eternal City thì hiện tại trong lo ấy, trong lo của phần base game thì thành phố Vĩnh Hằng nó đang có mối quan hệ giữa thành phố Vĩnh Hằng với cả tộc người Numen của nữ hoàng Malika vẫn đang rất là mờ mờ. Cơ mà cũng có rất là nhiều chi tiết cho thấy rằng đó là tộc người Numen có nguồn gốc từ thành phố Vĩnh Hằng. Kiểu vậy. Thành phố trong Shadowlands thôi, yep, mình biết nó là thành phố ở trong Shadowlands. Cơ mà như trước đây mình ở trong cái phần ở trong mấy cái tập mới nhất, ở trong đoạn trailer, ở trong cái walkthrough mình viết về Elden Ring ấy, thì mình đã từng kể rằng thành phố Vĩnh Hằng Eternal City trước đây từng nằm trên mặt đất. Sau này khi mà cái vấn đề họ chế tạo ra cái con dao có khả năng giết chết được các sứ giả và gây tổn thương lên chính Greater Will ấy, thì khi đấy họ mới bắt đầu bị đẩy xuống phía bên dưới lòng đất. Chứ trước đây nó là một thành phố nằm bên trên mặt đất cơ. Bên cạnh cái thành phố Eternal City đó ra thì nó cũng có thị trấn Celia. Town of Celia này. Cái thị trấn Celia này thì đây là một thị trấn được xây dựng sau này cơ mà. Cái công trình của nó cũng bị chịu ảnh hưởng khá là nhiều đến, kiểu nó cũng chịu ảnh hưởng rất là nhiều đến từ cái thành phố Vĩnh Hằng, Nokron. Thị trấn Celia, nơi mà Radahn đã đến để học ma pháp trọng lực. Cho nên mình nghĩ đây là một phần của thành phố Vĩnh Hằng Nokron. Đây là một phần của thành phố Vĩnh Hằng, hoặc là một phần của một nền văn minh của thành phố Vĩnh Hằng Nokron từ trước đó, và đồng thời cũng chính là quê hương của nữ hoàng Manica, quê hương mà Manica đã bỏ lại để có thể trở thành nữ thần của triều đại hoàng kim.
Rõ ràng là bây giờ Chandler nó toàn nghe theo hướng mình, theo tín đồ của Mikaela dắt. Cái Chandler này thì nó giống như là kiểu nó đang muốn đánh lừa người chơi, họ đang muốn định hướng người chơi đi theo một cái gì đấy. Chọn theo phe của Mikaela, cơ mà đến khi ra game chính thức thì khi đấy sẽ có một cái plot twist ấy. Mình nghĩ là vậy. Ok, vừa xong mình cố gắng hút chân châu cơ mà hút hơi khoai, hơi khó. Cơ mà cái thằng Mesmer này không biết sức mạnh của nó là cái gì. Sức mạnh của nó là lửa. Ngọn lửa của Mesmer. Hiện tại cái sức mạnh lửa của nó ấy, thì nó hầu như không hề có bất cứ một cái manh mối gì cho mình thấy nguồn gốc về sức mạnh của cái thằng này cả. Đó là sức mạnh của riêng nó hay là có một ngoại thần nào đấy ban sức mạnh cho nó nữa, hay đó chính là sức mạnh của ngoại thần của người khổng lồ, không rõ lắm. Lửa, thông thường lửa đỏ ấy, kiểu lửa đỏ thì nó chỉ có thể là lửa của người khổng lồ thôi. Bị ban rồi à, con mình không hiện đâu, mình vẫn thấy mà. George Martin viết văn có tweet không? Tweet dã cả man luôn. Rót tweet gãy cổ luôn. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn, kiểu Phùng Nguyễn Đăng Khoa đã ủng hộ mình 10.000 qua Momo, kèm theo lời nhắn đó là: nhìn thấy cái nhân vật ở trong DLC này trông giống như là mấy nhân vật ở trong bộ Berserk. Yep. Trông hơi giống Berserk. Mà không, thực ra là từ trước đến giờ thì tạo hình của mấy đứa nhân vật ở trong game show thì nó đều là Berserk cả mà. Mesmer nó kiểu như là bị nhốt ở trong Shadowlands, xong nó đi kết giao đủ thứ ma quỷ để đi ra vậy. Mình cũng không chắc lắm. Bởi tại cái chỗ này mình không biết đó là Mesmer nó đang cố gắng ngăn chặn những người khác tiếp cận cái cây Atri này, hay là nó kiểu đang làm gì nữa. Sự bạo chúa của Mesmer. Sự bạo chúa của Mesmer thì mình nghĩ là Mesmer nó là kẻ thống trị vùng đất này thì đúng hơn. Nó là kẻ thống trị vùng đất này và nó không cho bất cứ kẻ nào đi ra khỏi đây cả. Chính bởi vì vậy cho nên những người dân, kiểu những người sinh sống tại đây ấy, họ mới bắt đầu gọi là phản động, bắt đầu đứng lên chống dậy Mesmer, cơ mà cuối cùng thì bị Mesmer dập tắt. Nhắc chả rõ luôn. Ban đầu mình tính xem các đoạn trailer này để tìm hiểu thêm thông tin về game, để tìm hiểu xem những thông tin mình có thể có được ở trong cái phần DLC sắp tới, xem cuối cùng nó lại tạo ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Khá là cay nha. Ok, cảm ơn bạn Lưu Tiến Vinh đã ủng hộ mình thêm 10.000 nữa qua Momo, kèm theo lời nhắn đó là: nhìn quả đội quân chiến dã man luôn. Rất là chiến. Từ trước đến giờ ấy thì gọi là mọi tựa game nào của nhà FromSoft mà bất cứ khi nào nó có khung cảnh một đội quân xuất hiện ấy thì đều nhìn trông rất hoành tráng, kiểu nhìn trông đúng chất một đội quân luôn, một đội quân cực kỳ epic, cực kỳ hùng mạnh. Chứ nó không phải là một kiểu dạng đội quân giống như ở trong anime hoặc là đội quân của Riot sinh ra chỉ để cho cái lũ nhân vật chính kia nó quét phát bay hết. Thì
đội quân đã kiểu đội quân thì nó phải chiến như thế này cơ, nó phải trông như này này thì nó mới gọi là đội quân chứ, đúng không? Chiến tranh các kiểu. Cơ mà cái thằng bị xiên ở đây là cái thằng nào đây nhỉ? Trông cái thằng này nó khá là quen, hình như trước đây mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu đấy rồi, cơ mà mình không nhớ ra được là mình đã từng trông thấy nó ở đâu cả. Có ai nhớ không nhỉ? Nó là bại tướng, yep. Chắc chắn nó là bại tướng của cái... Chắc chắn nó là một vị tướng. Nó là một vị tướng và nó bị đánh bại. Nó bị lính hội đồng và xiên chết tại đây rồi. Vấn đề là mình không nhớ ra nó là cái thằng nào trông quen dã cả man ý. Có sấp Việt hóa rồi đó. Có rồi á, nhanh vậy. Xem nào. Shadow of the Earth Tree Killer Việt hóa. Anh em Việt sấp. Có quái đấu. Không có nha. Thế nào, xem lại cái chiêu lời cũ cái. Pure and radiant. Mình nghĩ là cái thằng kia thì mình đã trông thấy nó ở trong cái chiêu lời cũ. Cái thằng bị xiên nằm một đống ấy thì mình nghĩ là mình đã trông thấy nó ở trong cái đoạn chiêu lời cũ này. That forsaken place of your fellows. They are truly faithful. Chắc xem từ đầu luôn nhỉ? Hình như là đã có hình ảnh của Trina đúng không nhỉ? Đúng rồi bạn. Trina thì có hình ảnh ở trong base game rồi. Được khắc ở trên một thanh kiếm có tên là kiếm của Trina hay là sao ấy. Không nhiều lắm, để lát nữa mình sẽ ra xem lại. Toàn cái dịch tự động ấy, dịch tự động Sida đó bạn. Cái dịch tự động nó dịch theo kiểu Google dịch. Nó là Google dịch. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows. They are truly faithful. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. Đây. Đây cũng nhất, yep, đây chính là tấm vải của cái thằng mình thấy bị xiên nằm một đống ở trong cái đoạn trailer mới kia. Nó có cùng chất vải thôi, kiểu nó cùng loại vải chứ nó không phải là nó. Nhìn hoa văn khá là giống nhất. Yep. Đúng rồi, thằng nào thấy quen quen. Ok, nó không có gì quan trọng cả, kiểu nó chỉ đơn giản là một đứa nó mặc cùng loại vải thôi. Không có gì hot.
presume you too are keen to know just what kind Mikima is doing here. Mesmer có phải là con của Marika với cả ông boss khổng lồ ở núi tuyết không ạ? À? Giả thuyết cũng nghe khá là hay cơ mà mình nghĩ là không. Chắc là không. Ông có nghĩ là Mesmer có trường hợp giống Nameless King? Mình không nghĩ là thế cơ mà mình cho là có khả năng là vậy nhá. Có thể là vậy. Cơ mà cũng chả rõ, mình cũng... hiện tại thì chúng ta hầu như là không hề biết bất cứ thứ gì về cái thằng có tên là Mesmer này cả. Để xem nào, tất cả những thông tin mình từng biết về Mesmer ấy, mình biết... Tất cả những điều mình biết về Mesmer ở trong base game và ở trong chiếc cái đoạn trailer từ trước đến nay nhá, thì đầu tiên nó là một trong những người con của nữ hoàng Marika, không chắc bố nó là ai. Cơ mà rất có thể nó thuộc nhóm bộ 3, kiểu bộ 3 con của Marika với Dragon, bao gồm có Mikaela, Malenia và Mesmer. Chỉ là có thể thôi chứ mình cũng không chắc lắm. Đầu tiên là vậy, thứ hai thì nó bằng cách nào đó thì nó sở hữu một ngọn lửa, nó sở hữu một sức mạnh của một ngọn lửa, mà nó gọi là ngọn lửa của Mesmer. Không biết là ngọn lửa này nó có liên quan gì đến ngọn lửa của tộc người khổng lồ hay là không. Và trên vai của nó thì nó cũng có hai con rắn, nó trông khá là giống hai con rắn của cổ thần rắn mà kiểu đã nuốt lão móc ấy. Cơ mà vấn đề là hai con rắn này thì trên người của nó thì nó lại xuất hiện cánh của rồng. Cái sức mạnh của thằng Mesmer này nó tùm lum dã cả man luôn, nó rất là tạp nham. Nó kiểu mỗi thứ một tí. Thành ra không biết được nào một lần. Và chi tiết thứ ba ấy, đó là thằng Mesmer này nó đã từng xuất hiện tại trung địa. Không kiểu nó không phải là từ trước đến giờ nó chưa từng có mặt tại trung địa mà nó đã từng xuất hiện tại trung địa rồi. Cơ mà nó kiểu như là mọi dấu vết, mọi lịch sử, mọi ghi chép về thằng Mesmer này đã từng bị kiểu đã hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi trung địa ấy. Cơ mà vẫn có một vài thứ gì đấy, nó vẫn còn giữ lại được một vài dấu vết của nó tại trung địa. Đầu tiên là ở tại khu vực... Weeping Peninsula. Chúng ta có một cái lăng mộ có tên là Tomb of gì nhỉ? Tomb of the Impaler. Đó. Impaler Catacomb, lăng mộ của Impaler. Impaler thì đó chính là danh hiệu của thằng Mesmer kia. Mesmer the Impaler. Mesmer xiên bẩn. Nó nằm tại cái chỗ này đây. Nó nằm tại đây này. Đây chính là lăng mộ của Mesmer. Không chắc đây là lăng mộ của nó hay là kiểu dạng như là lăng mộ của những đứa bị nó xiên nữa. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự tồn tại của nó tại trung địa. Dấu hiệu thứ hai thì đó chính là trong cuộc chiến trên những cái xác của người khổng lồ Elden Ring Giant này. Đâu nhỉ? Giant Corpse. Ok đây. Trên những cái xác của người khổng lồ này, từ trước đến giờ mình đã luôn nghĩ là những cái xác này bị giết chết là do Godwin cơ. Bởi vì những cái gai này trông giống như là Deathblight của Godwin. Cơ mà sau đoạn trailer mới, cả sau cái đoạn trailer mới nhất và đoạn trailer trước đây ý, thì mình lại nghĩ rằng là ở trong cuộc chiến này thì cái đứa con của nữ hoàng Marika đã giết chết những người khổng lồ không phải là Godwin mà chính là Mesmer. Bởi vì cây thương cắm trên người những người khổng lồ này ấy, nó chính xác chính là cây thương mà Mesmer nó sử dụng. Đâu nhỉ? Nó chính là cái cây này này. Cơ mà nhìn kỹ lại thì thấy nó cũng không giống lắm. Nó hơi hơi giống. Cơ mà cũng không hẳn là giống hoàn toàn. À đâu giống mà. Giống luôn. Chính là nó luôn. Không lệch đâu được. À đâu. Nó giống tầm khoảng 90%. Còn 10% thì nó không giống lắm. Không giống, ý mình bảo là không phải giống ở cái phần đầu mà là không giống ở hai cái phần hai bên ấy.
hay là do nó là cinematic cho nên nó trông nó không giống, chứ trên thực tế thì nó là một nhỉ? Chả rõ nữa, nói chung là cái thằng Mesmer này bây giờ thì nó sinh ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Ở bên Monster Hunter Rise, hôm nay test vũ khí nào thế? Mình test búa nhé. Test hammer. Unga bunga. Cơ mà dép, đó chính là hai trong số những dấu hiệu mà mình đã phát hiện ra được. Những dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Mesmer tại trung địa trước đây. Xong về cả cái nhân vật bí ẩn này ở trong thành phố Vĩnh Hằng Norcron nữa này. Cái nhân vật bí ẩn này ấy, kiểu cái xác to đùng khổng lồ ở trong ở phía dưới thành phố Vĩnh ở bên dưới thành phố Vĩnh Hằng ấy. Đến tận bây giờ đây vẫn là một trong những bí ẩn to nhất của cả game, hoàn toàn không hề có bất cứ một ghi chép nào, không hề có bất cứ một cái gì, bất cứ một thông tin gì về cái nhân vật này hết, không kiểu nó là một số không chuẩn chỉnh luôn ấy. Không có tên, không có gợi ý, không hề có bất cứ một sự liên kết, không có gì cả. Chúng ta đang khám phá kiểu chúng ta đang khám phá thành phố Vĩnh Hằng và tự nhiên đùng một cái chúng ta tìm được một cái ngai vàng khổng lồ và một cái xác khổng lồ ngồi chết trên cái ngai vàng đó, hoàn toàn không hề có bất cứ một ghi chép gì viết về cái nhân vật này. Mình nghĩ là ở trong phần trailer này, ở trong phần DLC mình sẽ được tìm hiểu về nhân vật đó, chứ bây giờ thì chịu chả rõ. And so kindly, Mikula would abandon everything. His golden flesh, his blinding strength. Mình thấy là nhìn từ cái chỗ này này. Kiểu đây mình không chắc đây là Marika hay là Mikula nữa. Ban đầu mình nghĩ đây là Mikula cơ, mà vấn đề là nhìn cái dáng của nó trông mượt rác cả man luôn. Kiểu mông rất là cong, xong rồi eo rất là thon, tóc dài. Không lẽ tôi bỏ đi làm mock? His blinding strength. Dáng đẹp hơn ối người nữ. Cơ mà đây chắc chắn là Shina. Nhìn trang phục một phát nhận, kiểu nhìn vào trang phục một phát nhận ra ngay đây chính là Shina. Đâu nhỉ? Elden Ring này. Trina Sword à? Thanh kiếm của Thánh Trina, không phải. Ở trong Elden Ring thì nó có một cái item gì đấy, nó đã cho mình thấy hình dạng của Trina rồi. Như là cái đuốc này thì phải. Yep, chính là cái đuốc này. Ở trên cái đốt này thì nó có cho mình thấy một chút về hình dạng khuôn mặt của Trina rồi. Chính là đây đây. Khuôn mặt của Trina. Và bây giờ khi mình nhìn kỹ lại thì mình mới thấy là ở trên khuôn mặt của Trina nó có một con mắt ở giữa trán này. Ok. Giờ mới để ý nha, chứ trước đây thì mình không. Ok, đó là tất cả mọi thông tin mình có thể soi ra được từ trong cái trailer này rồi. Ngoại trừ những thông tin vừa xong ấy thì mình bất lực rồi, mình chịu chết rồi, mình không thể nào soi ra được bất cứ cái thông tin nào khác nữa.
Lã Trung theo móc rồi à? Không bạn. Mình chỉ đơn giản là mình bảo Mekula trông nuột thôi mà. Khi nhìn từ cái góc kia. Trông là vậy chứ mình có ăn hay không thì không nhá. Thế xui. Không biết là mọi người thấy như thế nào chứ cái mặt của cái đứa này thì trông nó giống như là mặt của Kamen Rider ấy. Nhìn Nana giống cái mũ của lão Gideon Omnia. Cơ mà nhìn kỹ lại thì thấy trông nó cũng khá là giống Kamen, kiểu Kamen Rider. Nhìn khác mà không nhìn hơi hơi giống. Cây trượng và con rắn của Mesmer khi ngồi trên ngai vàng nhìn khá là giống cái Site of Grace mới á. Có hả? Mesmer gì Impaler? Không giống quái đâu. Chịu chết, mình thấy không giống một chút nào nhé. Mình thấy nó khác hẳn luôn mà nó hoàn toàn không hề giống một chút nào ấy. Sao mọi người nhìn kiểu gì ra bảo giống được hay nhỉ? Cơ bản Mikula tư bỏ thân xác rồi, chết rồi, Mikula tư bỏ thân xác rồi, Mikula bây giờ chỉ là linh hồn thôi. Và bởi vì là linh hồn cho nên có thể biến hóa linh hoạt được chứ đúng không? Yeah, chắc là vậy. Cùng lắm thì đến lúc đấy coi nhà lúc làm chuyện người lớn thì bảo Mikula biến thành Trina là xong mà. Trina là nữ một kiểu 100% mà. Như vậy là xong, easy, có gì đâu. Không biết là cái cây này nó có làm tụt FPS không nhỉ? Không nha bạn. Máy của mình bây giờ khỏe rác cả man rồi. Dăm ba cái Elden Ring chấp luôn. 3070 thực ra tầm này thì nó cũng không thực sự gọi là quá khỏe nữa cơ mà nó vẫn tương đối khỏe. Nó vẫn là ở kiểu trên mức trung bình và tiệm cận với mức mạnh ấy. Đấy kiểu vậy. 32GB luôn. Cái thằng này vì một lý do nào đó nó khiến cho mình nhớ đến cái thằng Pyromancer đội mũ cuốn vải ở bên Dark Soul. Trông nó cũng hơi hơi giống. Nó cũng ăn mặc theo kiểu gọi là cuốn vải lên trên đầu. Kiểu như vậy. Mùng 7 tháng 6 sắp tới đó sẽ là Summer Game Fest. Hy vọng sẽ có thêm thông tin gì đó nữa. Thông tin thì đến đây mình nghĩ là hết rồi. Đây sẽ là đoạn trailer cuối cùng được tung ra trước khi DLC chính thức ra mắt, mình nghĩ là vậy. Hay cùng lắm ấy là sẽ có thêm một đoạn trailer nữa, nó sẽ ra mắt cùng lúc với cả thời điểm phát hành DLC thôi. Còn Summer Game Fest kia thì mình nghĩ là hóng siêu song còn khả thi hơn ấy. Nếu như Mikaela đang tính thao túng chúng ta theo nó, sao nó lại muốn chúng ta giết Mesmer nhỉ? Giết Mesmer có lợi gì cho nó à? Mesmer mình nghĩ hiện tại thì hắn ta chính là người đang canh gác lối vào. Như hồi nãy mình đã bảo ấy, đó là... đâu nhỉ? Đây. Cái chỗ này này.
Kiểu ở phía bên ngoài này, kiểu ở phía bên ngoài thì đó chính là bầu trời được đắm chìm trong ánh sáng hoàng kim của cây ớt truy. Còn bầu trời ở phía bên trong này thì nó lại là hoàn toàn khác luôn. Cho nên mình nghĩ rằng đây chính là một cái cổng, nó cho phép mình di chuyển giữa thế giới bên ngoài với vùng đất Lands of Shadow, và Mesmer chính là kẻ đang canh gác chỗ này. Cho nên để được đi vào bên trong Lands of Shadow, mình sẽ cần phải tiêu diệt Mesmer. Đó. Đó chính là lời lý giải nghe hợp lý nhất. Tức là Mesmer thì đó sẽ chỉ tầm khoảng nửa đầu, hoặc là 1/3 đầu game thôi, đầu DLC thôi. Sau khi chúng ta tiêu diệt Mesmer và đi vào trong này xong ấy, thì khi đấy mới là chính thức tiến vào trong phần nội dung chính của DLC. Vậy tại sao lại phải giết Radahn ạ? Bởi vì Radahn có khả năng là đang nắm giữ một thứ gì đấy mà Mikala cần để có thể đi vào được bên trong này. Đó. Đó chính là lý do tại sao trước đây Malenia lại kéo quân đi tấn công đánh Radahn. Không phải bởi vì Malenia muốn tiêu diệt để cướp lấy mảnh Great Rune của Radahn, mà là Radahn đang sở hữu một thứ gì đó, một thứ gì đấy cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của Mikala. Và Malenia kéo quân đến tấn công Radahn nhằm cướp lấy thứ đó. Cơ mà cuối cùng cướp không được và bị đánh cho phải lui về. Đấy. Tưởng con phơm vụ đi bằng tay rồi, đi gì cơ? Đi gì bằng tay? And so too was Shadow born. What followed was a war unseen. One that could never be put to song. Could never be put to song. A purge without grace or honor. Nếu như đặt chiếc DLC thì nó có gì đặc biệt hơn không nhỉ? Nếu như bạn đặt bản bình thường ấy thì nó không có gì cả. Cơ mà nếu như bạn đặt mấy cái phiên bản Frame kiểu Premium Edition hay là cái gì đấy thì bạn sẽ được tặng thêm mấy cái bức tượng của các kiểu nữa. À đâu, không. Nếu như bạn pre-order trước thì bạn sẽ được tặng cái động tác này nhé. Đó. Pre-order này. Hãy pre-order trước để có thể nhận được hành động Ring of Mikala. Ring of Mikala. Cái nhẫn của Mikala và cái hành động này nó cũng chính là cái biểu tượng này. Nó chính là cái biểu tượng này. Nó chính là cái logo này. Ok? Chắc nó là cái này này. Vậy ra cái này được gọi là Ring of Mikala, hình kiểu vòng tròn hoặc là cái nhẫn của Mikala. Ok. Cơ mà biết được cái thông tin đó rồi thì nó cũng không lý giải được thêm cái gì cả. Radahn thì chắc là lý giải thêm vụ thiên thạch thôi, mình nghĩ là không. Đầu tiên đấy là sau khi mình giết Radahn xong ấy thì yep, đó là để lý giải vụ thiên thạch rồi. Cơ mà sau đấy mình có thể quay trở lại thành của Radahn thêm một lần nữa. Và sau khi mình quay trở lại thành của Radahn và mình đánh xong hai con boss ấy, thì khi đây mình có thể đi vào lại bên trong căn phòng mà cái trước đấy cái lão trông giống Gale đang ngồi, và bên trong căn phòng đó hiện tại nó không có gì cả. Nói sao nhở? Ở trong phần base game của DLC ở thời điểm hiện tại ấy, nó có hai khu vực mà lý do duy nhất người chơi đến chỗ đó để đánh boss ở chỗ đấy ấy, là bởi vì người chơi muốn vậy thôi, chứ nó không giống như là đa số những khu vực khác. Đa số những khu vực khác thì nó đều có những cái questline, những cái item, những cái gì đấy mình bắt buộc phải đến đó để lấy, để có thể hoàn thành item, để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngoại trừ duy nhất hai khu vực, đó là khu vực thành của Radahn và khu vực của Morg. Lý do duy nhất mà bây giờ chúng ta đến đó đánh kiểu đánh ở đánh boss ở trong chỗ đấy là bởi vì chúng ta muốn vậy, chứ không hề có bất cứ thứ gì chúng ta cần phải làm hết. Cho nên mình nghĩ là hai khu vực đó nó sẽ có mục đích chúng ta cần phải làm sau khi phần DLC ra mắt. Morg thì chắc chắn rồi, Morg thì đó là để cho chúng ta tiếp cận được Mikala. Còn Radahn thì nói sao nhỉ? Trong thành của Radahn thì sau khi mình hạ được hai cái thằng hai con boss kia, nó bao gồm có một con lion kiểu Lionel gì thì đấy, một con Lionel và một cái thằng Crucible Knight,
thì khi đấy chúng ta sẽ có thể đi vào khu vực phía sau của nó và lấy được cái gì đấy ở phía sau đó. Chứ giờ thì vẫn chưa. Giờ nó vẫn chưa xuất hiện cho mình lấy. Trong trailer DLC này nó có một khu vực, nó có màn đêm giống phía bên dưới Eternal City có á. Đâu để xem. Peggy 16. Trailer 1 à? Peggy 16. Ý bạn bảo là đây á? Đây thì là khu của Mock mà. Hay là lát nữa mới có? There is nothing more terrifying. Còn mấy cái tháp của kiểu, còn mấy cái tháp mảnh Great Rune nữa, không biết là họ định làm gì mới làm như thế. Mấy cái Divine Tower thì hiện tại lý giải hợp lý nhất cho những cái Divine Tower đó thì đó chính là làm trụ đỡ cho những cái tấm vải này để che giấu vùng đất Land of Shadow. Đó là lý giải mà hiện tại đa số cho là hợp lý nhất thôi. Còn nó đúng hay là không thì phải ra DLC mới rõ. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows. They are true. Vâng mà nha, cái công trình này trông nó cực kỳ giống công trình ở phía bên trong học viện Raya Lucadia. Và cái nhân vật này thì cũng đã từng xuất hiện một lần ở trong phần base game rồi. Nó chính là nhân vật được khắc tượng ở bên trên cái item Rani đưa cho mình sau khi mình hoàn thành nhiệm vụ của cô ấy. Đâu nhỉ? Ở Elden Ring này. Rani. Cái item đó tên là gì nhỉ? Đợi mình tẹo, mình sẽ cần phải xem lại ở trong đây đã. Đây. Cái Carrion Inverse. Kiểu Carrion Inverse Status này. Bức tượng lộn ngược của Carrion. Của Carrion. Cái nhân vật này này, kiểu cái nhân vật xuất hiện bên trong bức tượng này thì đó chính là người này. Chính xác luôn. Cái phần cổ không giống cho lắm, cơ mà cái mũ, kiểu cái mũ họ đội ấy, nó là cùng một cái mũ. Cái điểm khác nhau duy nhất giữa người này và cái người được khắc tượng ở đây thì đó chính là cái phần xung quanh cổ thôi. Thế nào mình sẽ đọc thử item của cái này cái xem nó có bất cứ thông tin gì hữu ích hay là không. Đây là bức tượng của một học giả. Để xem nào, đây là bức tượng của một học giả và nó có mặt đất và bầu trời đảo ngược với nhau, đảo ngược cho nhau. Nó sẽ nó sẽ làm tiết lộ ra, kiểu nó sẽ có thể tiết lộ ra được hình dạng ẩn giấu của ngọn tháp của Carrion. Kiểu của sảnh học viện của Carrion này. Mặt đất và bầu trời đảo ngược cho nhau. Ok, nói thế nào nhỉ? Đây, bây giờ ở phía bên kiểu coi nhà đây là mặt đất nha. Ở kìa, why? Thế nào? Bây giờ tại khu vực này chúng ta có đây là mặt đất này. Thì đây là vùng đất gọi là gì? Land Between này. Land Between. Land Between ấy.
đây là vùng đất Zealand Between, thì mình nghĩ là cái shadow ở dính kiểm vùng đất Zealand ở shadow kia thì nó sẽ là như thế này. Nhầm. Land of shadow. Cái chữ xấu quá. Mình nghĩ nó sẽ là như này. Nó sẽ là lộn ngược lại. Lộn ngược lại nó giống như là cái tòa tháp kia kìa. Lâu không viết chữ thành ra nhìn trông chán đời dã man. Mình nghĩ là thế, chắc là thế, đoán thế. Nghe hợp lý đó, shadow mà, đúng rồi. Nó là kiểu nó là shadow, nó là cái bóng của cây earth tree. Cho nên chắc chắn là nó sẽ cần phải tồn tại bên dưới cây earth tree bằng cách nào đó. Cơ mà bên kiểu chúng ở trong game thì chúng ta đã đi khám phá xung quanh rồi và nó hoàn toàn không hề có bất cứ cái gì nằm ở phía dưới cây earth tree hết. Cho nên mình nghĩ là nó sẽ nằm bên dưới lòng đất hoặc là nằm ở trong một chiều không gian khác, một chiều không gian lộn ngược lại so với vùng đất trung địa, tâm trung địa. Mình nghĩ là vậy. Cơ mà có khi nào đây chính là Manica và đây chính là cái người bị Manica phản bội không nhỉ? Vắt khô dã man thể. Vắt kiệt quệ luôn mà. Vắt đến cái mức mà kiểu tay để như thế này, tức là cũng đang có thai rồi. Nha. Yeah. Nhìn trông rất là tốt máy thì hại trống. Đấy mặt trăng á, đâu? Đây á? Cái bầu trời này nó không phải là bầu trời của Eternal City nhá. Nó không phải là bầu trời của Eternal City cơ mà nó là bầu trời ở bên trên mặt đất. Và nó có sự xuất hiện của mặt trăng. Sự xuất hiện của mặt trăng ở trong phần base game ấy thì mặt trăng nó chỉ xuất hiện đúng 2 lần duy nhất. Không phải là 2 lần, nó kiểu nó khá là nhiều lần. Cơ mà ý mình là mặt trăng nó chỉ xuất hiện khi mà mình đi lên khu vực của Randy thôi. Tức là mình làm nhiệm vụ của Randy và khiến cho... Và khi đấy mình sẽ trở thành gọi là chúa tể của kiểu Lord of the Moon ấy. Anh em Lord of the Shadow ấy. Lord of the Dark Moon hay là cái gì đấy. Mình cũng chả nhớ lot of gì cơ, mà nói chung là mặt trăng thì nó cũng chính là ngoại thần dẫn dắt cho Randy, cho gia tộc Carian ấy. Đó là thời điểm duy nhất mặt trăng xuất hiện khi mình làm nhiệm vụ của Randy. Ở trong chỗ này mặt trăng cũng có xuất hiện luôn. Điều này tức là sao đây? Và đây là trăng khuyết chứ không phải là trăng tròn nữa. Mặt trăng của Randy và mặt trăng của Renala thì nó đều là trăng tròn. Cơ mà trăng này lại là trăng khuyết. Không tìm ra được cái gì cả. Khu này có mặt trăng thì chắc là sẽ liên quan đến bà mặc đồ Cardian kiểm nhận mặc đồ Cardina kia, chắc đúng rồi. Chắc chắn là sẽ có liên quan đến cái bà này, đến cái bà đây này. Chắc là vậy. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? Nhìn cung phu dã man này. Đến khi cái phần DLC ra mắt ấy thì chắc là mình sẽ chơi Oni đấm nhỉ? Bởi vì nhìn cái này nó khá là hay nhỉ? Múa cung phu thôi chứ dùng kiếm gì tầm này nữa.
mặt trăng nó cũng xuất hiện ở đoạn đánh nhau ở vườn hoa nữa, mình không thấy mặt trăng đâu cả nhá. Nhắc tại chỗ này mình không thấy trăng đâu cả. Cơ mà mặt trăng nó có xuất hiện ở ngay phân cảnh sau này. Đây này, mặt trăng nó có xuất hiện ở chỗ này này. Và nó xuất hiện vào ban ngày luôn chứ không phải là ban đêm như hồi nãy. Khó hiểu thế nhá, càng ngày càng có nhiều câu kiểu càng có nhiều vấn đề cần phải tìm ra và nó không hề có bất cứ manh mối gì để cho mình tìm ra hết. Không thấy trăng đâu cả nhá. Kiến trúc phái sau vườn hoa là cái gì cơ? Tại chỗ này nó có một cái công trình khổng lồ nhìn trông vô cùng kỳ lạ. Nhìn nó giống như là một cỗ xe hoặc là một con tàu ấy, cơ mà không chắc nó là cái gì. Tại đây thì nó cũng có một cái quan tài khổng lồ nữa. Tại sao cái gì nó cũng khổng lồ vậy? Đây là mình bị thu nhỏ lại hay là... Hay là sao? Bên trái... Bên trái tại đây thì nó cũng có thêm một cái công trình gì đấy nữa. Không biết nó là gì. Cái công trình này thì nhìn trông nó giống như là một mảnh vỡ của một công trình to hơn. Hay là một công trình nguyên vẹn nhỉ? Cơ mà mình nhìn căng mắt ra mình không thấy mặt trăng đâu cả. Yeah. Đây chính là cái lão bị vắt khô hồi nãy. Vắt khô rắc man luôn thể. Trông đến tội. Cái công trình kia nhìn nó trông giống như là công trình từ trên Farum Atula rơi xuống. Mình thấy cái họa tiết điêu khắc trông nó không giống lắm. Cơ mà bây giờ mình mới để thấy đó là cái giọng nữ nói tại cái phân cảnh này. Nghe nó trông khá là giống giọng của Melina nhỉ, đúng không? Nghe nó hơi giống. Không giống lắm, mình thấy giống mà. Mình thấy khá là giống. Season 4, unbiased review. Welcome back, you Diablo Force. Cái khu vực ở phía bên dưới kia nó có trăng cơ mà nó không có sao. Chả rõ. Yep, bây giờ bạn nhắc xong thì mình mới để thấy đó là ở trong cái trailer này ấy. Thì không hề có bất cứ một phân cảnh nào mà những ngôi sao xuất hiện cả. Không hề có.
nó không hề có bất cứ một kiểu, nó không hề có bất cứ một phân cảnh mặt, một phân cảnh trời đêm nào nó xuất hiện những vì sao hết. Cùng lắm là nó có mặt trăng thôi chứ nó không có bất cứ ngôi sao nào cả. And so too was shadow born. What followed was a war unseen. One that could never be put to song. A purge without grace or honor. The tyranny of Mesmer's flame. Tôi vẫn đang suy nghĩ là tại sao cần phải giết Radan thì mới vô được vào trong DLC, thì vừa xong mình có phân tích rồi mà. Đó là Radan đang nắm giữ một thứ gì đấy. Radan đang nắm giữ một thứ gì đó liên quan, kiểu nó mà cực kỳ quan trọng đến kế hoạch của Mikaela. And so kindly Mikaela would abandon everything. His golden flesh, his blinding strength, even his fate. But we are not deterred. We choose to follow. Tôi nghĩ là nó có liên quan đến vụ ổng ngăn không cho các vì sao chuyển động, mình nghĩ là không. Cái vụ đó thì nó đã liên quan đến nhiệm vụ của Rani rồi, nó đã liên quan đến nhiệm vụ của Rani rồi. Mình không nghĩ là FromSoft họ sẽ dùng lại cái plot đó cho nhiệm vụ của Mikaela đâu, mình nghĩ là không. Từ trước đến giờ thì FromSoft họ chưa bao giờ có bất kiểu có, chưa hề có bất cứ một cái tiền lệ nào mà họ có một kiểu có một cái plot cơ mà được sử dụng chung cho nhiều nhiệm vụ cả, chưa hề có luôn ấy. Cho nên mình nghĩ là cái vụ ngôi sao kia thì nó sẽ là liên quan đến Rani, còn vụ Mikaela thì đó sẽ là liên quan đến cái thứ đang được ẩn giấu ở phía bên trong tòa thành của Radan. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải quay trở lại tòa thành của Radan. Trong game hiện tại thì lý do duy nhất mà sau khi mình đánh bại Radan xong ấy, thì mình quay trở lại mình khám phá tòa thành của ổng là bởi vì mình muốn như vậy thôi mà. Đó. Chứ ngoại trừ vấn đề là bởi vì mình muốn thế ra thì không hề có bất cứ lý do gì mình cần phải đi vào bên trong thành đó hết. Thì sắp tới bên trong DLC kia nó sẽ có một item, nó sẽ có một vật phẩm xuất hiện bên trong tòa thành đó. Và mình sẽ cần phải vào trong đó để lấy nó. Tựa game này nó ra mắt vào ngày 21 tháng 6 trên PS5, PS4, Xbox và PC, không có máy Switch. Nhắc đến máy Switch thì hiện tại nói sao nhỉ? Thông tin bên lề chút nhé. Mới hôm qua... đợi một chút. Ok. Mới hôm nay hay là hôm qua hay là hôm kia gì đó thì Nintendo họ vừa mới mua lại, mua đứt luôn ấy. Họ vừa mới mua lại cái chỗ Silver Entertainment. Silver Entertainment từ Embracer Group. Silver Entertainment đó cũng chính là studio đã... Nói sao nhỉ? Họ là một studio chuyên gia post các tựa game mà nó khá là ngốn phần cứng. Kiểu như là Hogwarts Legacy hoặc là Mortal Kombat 1 lên trên máy Switch. Cái việc Nintendo họ mua đứt lại cái chỗ này luôn đi. Cái studio này thì mình thấy đây là một dấu hiệu họ kiểu một dấu hiệu cho thấy rằng là cái máy Switch 2 kia nó sẽ đủ mạnh
để khiến cho Nintendo tự tin là mọi tựa game của cái chỗ này họ port lên trên máy Switch 2 để có thể chơi ngon được. Mình nghĩ là vậy. Đoán vậy. Quay lại đó để gặp ổng tổ chức Radan Festival mà không nhá. Quay lại chỗ đó để gặp cái ông, để gặp lão đó ấy, thì đó là cuối questline của Radan. À nhưng đó là cuối trận chiến của Radan rồi. Sau khi mình quay lại chỗ đấy, mình gặp ổng xong rồi mình rời đi ấy, thì khi đấy sẽ có những người khác vào trong đó và kế thừa lại tòa thành của Radan. Những người kế thừa và quản lý tòa thành của Radan thì bao gồm có hai người. Đầu tiên là một Crucible Knight, đại diện cho Godwin, à nhầm, đại diện cho Godfrey. Và một đứa có tên là Lionel... gì nhỉ? Elden Ring, Lionel. Miss Bacon. Cái thằng Crucible Knight thì nó là đại diện, kiểu Crucible Knight thì nó là đại diện cho Godfrey. Còn cái thằng Leonine Miss, kiểu Miss Bacon này ấy, thì nó là đại diện cho Dragon. Hai con boss này nó xuất hiện tại khu vực đó thì nó là hai, kiểu nó là đại diện cho hai người mà Radan ngưỡng mộ nhất. Đấy. Cái boss fight hai con đó đánh được trước khi đánh Radan, mình biết là đánh kiểu đánh được trước mà. Đánh được trước cơ mà, kiểu nếu như chơi theo cốt truyện ấy, kiểu nếu chơi theo gọi là đúng tiến trình ấy, thì mình làm, thì là mình đánh Radan trước rồi sau đó mình mới bắt đầu đi đánh đứa này. Đó. Ở trong phần nhằm ở trong cái tựa game Elden Ring này thì cái thiết kế cốt truyện của họ ấy, thì họ cho phép mình skip khá là nhiều bước. Skip rất là nhiều bước luôn mà kiểu không lo bị bỏ lỡ nhiệm vụ ấy. Cho nên đó chính là lý do mà mình có thể đánh được hai đứa này trước khi đánh Radan. Cơ mà nếu như tiến trình đúng cơ thì mình phải là đánh Radan trước rồi mới bắt đầu đánh hai đứa nó. Cơ mà ok, như vậy chắc là hết rồi nhỉ? Không hề còn bất cứ thứ gì để cho mình phân tích hay là làm cái gì nữa rồi. Ở trong phần miêu tả của video ấy thì mình có để sẵn link trang Discord của mình. Cho nên nếu như mọi người muốn tham gia bàn luận ở trong trang Discord, mọi người có thể tham gia vào trong đó. Cái trang Discord đấy thì nó sẽ thay thế hoàn toàn cho fanpage và fan group ở trên Facebook nhé. Tối nay có chiêu lời ending mà lão Trung sủi sủi quái đâu. Mấy ông này bị, kiểu mấy ông này bị làm sao ấy. Nếu đánh được trước hai tên đó thì đó đâu phải là người kế thừa lâu đài của Radan. Nó là người kế thừa bạn. Radan bây giờ kiểu hoàn toàn mất trí cho nên không thể cai quản lâu đài, kiểu không thể cai quản được lâu đài nữa rồi. Cho nên hai đứa kia thì nó sẽ là người quản lý lâu đài đó hộ Radan. Chuẩn bị end stream à? Yep. Chuẩn bị end. Mình sẽ end luôn hoặc là câu kéo đến tầm khoảng 11 rưỡi rồi end nhỉ. Ngồi thêm tí đi, cơ bản thì là bây giờ ngồi đây thì cũng có làm được gì đâu. Kiểu thực sự là không có gì để làm ấy. Khi ngồi ở đây. Android 21, nhìn mượt phết. Thế nào ông thử cái con Pokemon Fanmage Pokedrops đi à? Ok, để xem ở Poke... Đây hử? Chắc là thôi. Kiểu mình nhìn qua mình thấy không có hứng lắm. Nó chế hơi nhiều.
Ngày mai tính chơi vũ khí nào à? Hôm nay mình đã chơi một vũ khí khá là tù rồi, cho nên ngày mai thì mình sẽ chơi một vũ khí nào đó nó cơ động bay nhảy chút. Cho nên có lẽ là Insect Clip. Chắc là vậy. À đâu, mai thứ tư mà, mai thứ tư nghỉ nhá. Mai thứ tư nghỉ, ngày kia chơi. Thứ tư mình nghỉ, mình có việc bận. Game này nó là Pokemon cộng roguelike à? Mình nghĩ là không. Không phải. Đâu, để xem thử xem nào. Glad you guys are enjoying PokéRogue, but there's been a lot of you guys that are starting to play the game that have some questions as to how things work. So I'm going to be giving you guys some tips. These are not going to be so much tips. Cơ mà hình như đúng thế thật hay sao ấy? Because honestly, I think it does just come down to luck some of the time. I think it makes sense to start. Hình như đúng là thế thật. Đây là có vẻ đây là Pokemon cộng roguelite. Ở trong cái phần Pokemon này thì mình thấy là nó không hề có giới hạn level. Nó có số tiền ở đây và đây là những item mà người chơi đang sở hữu tại thời điểm đó. Yeah, mình nghĩ đây là Pokemon cộng roguelite. Roguelike. Có vẻ ổn nhỉ? Ban đầu mình nhìn qua thì mình nghĩ nó lại là kiểu một dạng Pokemon lấy map ở Kanto, lấy map ở gen 1 đầu tiên hay là cái gì đấy. Sao mà nó thêm một vài cơ chế nữa tính nghĩ ra thôi, cơ mà nó không đồng nó là roguelike. Thế thì khi nào mình chơi phát nhỉ? A gym leader or elite four member you've never defeated before. Rất là hay đấy. If you rematch these trainers in a future run, Delphox you will only được. Get one times pull. Speaking of, I actually have a five times pull ticket I can use right here. So then, you know, you get these tickets for beating these trainers, and then there's three different machines that you can use. I also want to say you can actually use these machines during your yep, run. Đây là roguelike. You can literally, if you press the escape key, Pokemon roguelike. Nó còn có hẳn bảng điểm xếp hạng các kiểu luôn kìa. Không biết là cái tựa game này nó sẽ tồn tại bao lâu trước khi bị Nintendo đấm cơ mà ok. Sau khi mình chơi xong một trong hai tựa game Hyper Thrust hoặc là Monster Hunter, mình sẽ chuyển sang chơi game này. Và nó là web game chứ nó không phải là tải về chơi. Khá là lâu rồi mới chơi web game nha. Epic eggs have a 1 in 12 chance of getting a rare egg move, and legendary eggs have a 1 in 6 chance of getting a rare egg move. The move up machine doubles those odds. Cái model này của nữ hoàng Madoka, kiểu của nữ hoàng Madoka ấy. Thì đây là một cái model do cái lão artist, do một cái lão body artist nào đấy trên Rumatu làm ra. Và vì một lý do nào đó mà bây giờ nó sắp sửa trở thành canon đến nơi rồi. Thực ra là cái việc nó trở thành canon thì cũng không tệ. Bởi dù gì thì nếu như mình chơi Elden Ring ấy, thì kiểu nếu như mình trở thành Elden Lord thì khi đấy mình cũng sẽ là người kết hôn và trở thành phối mộng kiểu phối ngẫu của Marika mà. Thành ra như này cũng không quá tệ. Nha. I bet crossing. Wait, this is a job? How come no one ever told me about this? It's someone's job to burp snow leopard cubs. They make the absolute cutest sounds. But their roar is still kind of like a little scary. So cute though. They can make the cutest faces. You cannot say no to that. This is a wildlife park in Kansas called Tanganyika Wildlife Park. Their snow leopard breeding program contributes to the conservation luôn. Ở nước mình thì nó không có công việc nào như thế này nhỉ? Wait, this is a job? How come? Cái lúc mình trở thành Elden Lord thì Marika còn bức tượng đất không à?
Cái lúc mình trở thành Elden Lord thì khi đấy Marika vẫn là một bức tượng cơ, mà khi đấy mình sở hữu Elden Ring rồi thì chắc là mình có thể biến Marika thành bình thường được chứ, đúng không? Chắc là vậy chứ, chả rõ lắm. Hên xui. Trong trường hợp không được thì cùng lắm là quay trở về với cả cô giáo Selene thôi, chứ có gì đâu ý gì mà. Miễn là mình không hoàn thành, kiểu mình không hoàn thành questline của cô giáo là được. Cơ mà ok, hết thứ để nói rồi, nghỉ nhá. Bây giờ mình nghỉ ngày mai thứ tư, cho nên mình sẽ cũng sẽ nghỉ. Mình sẽ tiếp tục quay trở lại livestream vào thứ năm. Không biết thứ năm thì mình sẽ chơi hai virus hay là chơi tiếp Monster Hunter rồi. Hai virus thì bây giờ cũng hơi hơi chán rồi, còn Monster Hunter thì đang nghiền dã man ấy. Mà hai virus thì nó cũng sắp sửa end rồi, thành ra mình không muốn drop giữa chừng. Thôi kệ đi, đến hôm đấy tính sau vậy. Cơ mà giờ thì ok nhá. Bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Mình cũng sẽ đi ngủ cái. Hôm nay mình livestream muộn là do mình nấu cơm hơi muộn. Dạo này tự nhiên ham giàn cá. Làm cá rán ăn.